Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để nấu một món cơm rất là đơn giản mà lại ngon nhé. Và khi chúng ta ăn cái món cơm như thế này thì không cần phải ra quán để chúng ta mua cơm nữa, mà các bé sẽ ăn cơm ở nhà rất là hấp dẫn và ngon, dễ ăn. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Các nguyên liệu để làm món này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một bát ngô này, một bát gạo này, một ít mỡ heo hoặc mỡ gà, rồi ăn tùy theo nhé. Thì mỡ thì mình chỉ cần một thìa thôi ạ. Một ít cà rốt và một ít hành lá các bạn nhé. Một ít muối, tiêu thì tùy theo nhé, là mình đã có một nồi cơm ngon ạ. Ngô thì mình đã rửa rồi, bây giờ mình sẽ tẽ hạt ạ. Gạo sau mình sẽ đem đi vo nhé. Rồi trước tiên mình sẽ tẽ hạt ngô trước. Cà rốt các bạn cũng thái liệu cho mình nhé. Hành lá mình thái nhỏ ra. Gạo các bạn sẽ cho vào nồi để mình nấu lên nhé. À quên, mình cho vào giá để mình đem đi vo ạ. Gạo mình vo xong rồi thì các bạn sẽ cho vào cái nồi cơm điện cho mình ạ. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cho nước như nấu cơm bình thường thôi nhé. Tùy theo gạo của các bạn ấy, nếu mà gạo dẻo, gạo dính ấy, thì sẽ ít nước, gạo khăn dân ấy, thì là cái loại gạo nó sẽ khô ấy ạ. Thì mình sẽ phải cho nhiều nước hơn, còn là tùy theo nhé. Như gạo của mình, gạo thơm thì nó chỉ thế này nước thôi. Khi nước đã đủ rồi thì các bạn sẽ đổ cho mình phần ngô và cà rốt vào nhé. Vì ngô và cà rốt không cần phải nước, nó chín ạ. Nó đã có độ ẩm trong ngô và cà rốt rồi. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút muối. Một chút muối khi mình ăn cơm đậm ấy thì nó mình không phải ăn thêm gì nữa các bạn ạ. Các bạn sẽ cho mình một thìa mỡ nhá. Nhưng hôm nay mình có mỡ gà thì mình dùng mỡ gà, không có thì mỡ heo hoặc dầu ăn đều được hết ạ. Đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình nấu. Cho vào nồi cơm điện mình nấu cơm thôi. Đấy, các bạn, khi cơm mình nấu nhá, nó đã cạn rồi đẹp. Đây ạ. Mình kiểm tra xem cơm chín chưa nhé. Đấy, rất là ngon như thế này.
Rồi bây giờ mình để thêm 5 phút nữa, sau đó thì các bạn sẽ cho hành vào và mình đơm cơm ra là có thể thưởng thức ạ. Đây các bạn, nếu mà các bạn mà muốn ăn cay nhé thì chúng ta sẽ cho một chút hạt tiêu nhé. Nếu mà có con nhỏ không ăn được cay thì chúng ta thôi nhé. Các bé nhà mình chỉ cần hơi một chút tiêu như này thôi là thơm ngon ạ. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá vào. Mình trộn đều lên là mình đã có được một nồi cơm rất là ngon này. Khi chúng ta ăn các con ăn cơm này ấy, thì không cần phải ra quán ăn mua cơm ngoài quán nhé. Rất ngon và hấp dẫn. Rồi bây giờ mình có thể đơm ra bát hoặc đĩa là có thể thưởng thức được ạ. Đây các bạn, mình sẽ đơm cơm ra bát này nhé. Rất là ngon và hấp dẫn. Thường là cơm mà cứ có một chút ngô cà rốt như thế này ấy, là các bé rất là thích ăn ạ. Kể cả người lớn chúng ta cũng vậy thôi. Ăn nó đổi khẩu vị một chút nó sẽ làm cho món ăn của chúng ta ngon hơn mà lại lạ miệng dễ ăn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món cơm với mình nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.